Đấy, còn viện anh nhìn thấy mặt họ chưa? Có thực tế rồi. Cả bốn là hai người, hai hộ này là Hoàng Văn Kiện thì có ba người thì ở nhà, còn một người con là đi làm ở dưới Bắc Ninh. Bây giờ bốn là cả. Hai nữa là Hoàng Văn Duân thì là có hai vợ chồng và hai người con. Thế thì đấy là hai gia đình này là cũng hai anh em. Hai anh em thì đấy là đi sang chăm bố. Đấy, sang chăm bố thì là cũng ở cách đấy khoảng 200 mét thôi. Nhưng mà về phía bên này thì là khu vực an toàn. Đấy, đấy. Tức là rạng sáng ngày hôm đấy thì là bắt đầu dậy, thì bắt đầu lại đi và đi về. Thì may là đi xuống cái gần bờ suối một phát là lại thấy thấy tiếng nổ. Thế là ông mới nhìn lên trên thì thấy nước đang cuốn về, nó hô hào và chảy.